Tại trung tâm Honey thì khi mà bạn học vô cái lớp nail ngày đầu tiên á, thì sẽ hướng dẫn cho bạn nhận biết một số cái dụng cụ nail thông thường, và tiếp cái bài thứ hai á, là dạy là hướng dẫn cho bạn cái cách cầm kềm. Cầm kềm ok rồi á, cô sẽ lên cho các bạn là cái cách mà đi kềm ở trên quả chanh này, giống như đi thao tác cắt da ở trên tay người. Thì ở đây bạn học viên này đang đi và nhân nhận xét là bạn đi lại cho nhân coi cái nè. Khi mà học viên đi á, thì Nhân sẽ quan sát xem coi học viên có giống như là cái cách mà Nhân hướng dẫn hay không. Ở đây bạn này sai một vài chuyện ha. Và bây giờ Nhân sẽ hướng dẫn lại cho bạn nha bạn ơi. Đầu tiên khi mà chúng ta đi vỏ chanh như vậy á, là để chỉ để đi thao tác cho đúng thôi. Nhân sẽ gọi lại ngón tay này là ngón tay để tì. Thì bao giờ chúng ta cũng sẽ liên kết giữa cái dũa, cây kềm và bề mặt móng ha. Ở đây là bề mặt vỏ chanh. Thì bao giờ chúng ta cũng phải tì cái này lên trên vỏ chanh hoặc là đặt nó bên cạnh chạm lên vỏ chanh. Tay này là cái tay mà liên kết giữa cây kềm và vỏ chanh ha. Cũng như lên tay khách thì chúng ta sẽ có sự liên kết giữa cái tay này nè. Chúng ta sẽ dựa cây kềm vào cái ngón tay trỏ này để chúng ta điều khiển được cái mũi kềm. Thì ở đây hồi nãy động tác vừa rồi của bạn là khi mà bạn cắt thì bạn đã bị phạm một cái lỗi là ôm cái ngón tay trỏ này đi vô thân kềm, thì bạn sẽ khó điều khiển được cái mũi kềm theo ý mình. Bạn nhớ làm lại là bạn có thể đặt nó bên hông như vậy ha, hoặc là bạn có thể đặt nó bên dưới như vậy nha, miễn sao cái ngón tay này phải chạm lên vỏ chanh và cây kềm này phải chạm lên ngón tay ha. Rồi cái góc của mũi kềm của chúng ta sẽ luôn luôn có góc từ 30 đến 40 độ như vậy nè bạn, chứ bạn đừng có vuông góc như vậy mà cô không có được nằm kềm như vậy nha. Góc của mình sẽ có góc từ 30 đến 40 độ. Chúng ta mở mũi kìm ra 1 mm ha. Nhấp, lùi, mở, đặt lên. Nhấp, lùi, mở, đặt lên. Cứ như vậy chúng ta lặp đi lặp lại cái động tác, ba động tác đó cho đến khi hoàn thành xong. Các bạn thấy không? Mình đi rất là từ 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 từ, đừng có vội vàng gì hết ha. Nhấp, nhấp, lùi, mở, đặt lên. Nhấp, lùi, mở, đặt lên. Khi mà các bạn đi thao tác trên vỏ chanh này tốt thì các bạn đi trên tay khách, lúc đó các bạn sẽ biết điều tiết lực lại, đi nhẹ tay, và cái cách đi mũi kìm cũng giống như trên vỏ chanh này. Tuy nhiên ở trên tay khách thì da mỏng hơn, đi sẽ nhẹ nhàng hơn, nhưng mà ở đây đi trên vỏ chanh để chúng ta biết được cái cách điều khiển mũi kìm cũng như cái thao tác là đi mũi kìm như thế nào nha bạn. Giờ bạn tập lại nha.